Tôi còn nhớ ngày 2 tháng 9 năm 1983. Sáng hôm đó, tôi phụ trách cùng với 5 anh em nữa đang làm nhiệm vụ tuần tra và phục kích. Do hôm đó là ngày lễ nên chỉ làm nhiệm vụ một nửa buổi, còn buổi trưa có anh em khác thay vào để về cứ ăn lễ. Trước khi đi lúc nào cũng tập trung anh em để quán triệt nhiệm vụ, đường hướng đội hình đi tuần tra phục kích và xác định quyết tâm chiến đấu cho anh em khi gặp bọn địch. Khi đó tôi thấy Ngọc, lính 1983 quê ở Bình Chánh, có sắc mặt xám đen hơi bất thường. Tôi đã có hỏi: "Có làm sao không? Có khỏe không đấy?" Thì Ngọc trả lời: "Bình thường thôi." Tôi đã yêu cầu Ngọc phải vận động tại chỗ xem sao. Thì thấy cũng tốt nên bố trí cho Ngọc đi chung với tổ của tôi. Tổ của tôi là tổ nằm giữa đội hình chữ V. Mỗi tổ cách nhau chừng 30 mét. Cứ thế anh em bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Nhưng cứ càng đi thì tổ của tôi lại càng rớt lại. Do Ngọc đi trước không nổi, tôi đã phải dừng đội hình tới 2 lần. Sau đó tôi phải đi trước rồi kêu Ngọc đi ở phía sau, thì Ngọc đã rớt lại phía sau cùng. Lúc đó tôi cũng đã có chút bực mình nên đã dừng đội hình lại, rồi la cho anh ta một trận. Tới khi bình tâm lại thì thấy địa hình đi đã quá xa, không đúng với ý định tác chiến ban đầu, và đang ở trong một khu vực đầm lầy. Nên tôi cho tập trung anh em lại rồi nhanh chóng thoát khỏi chỗ lầy, thì phát hiện ra trận địa mà trước đây bọn Pol Pot vây đánh đồi 196. Bọn chúng đã dùng để đón lõng lực lượng của ta lên cứu viện cho đồi 196. Về trận đánh đồi 196 tôi xin phép được kể sau. Lúc bây giờ tôi có thu được một ít vỏ bao mì tôm của bạn Thái để làm vật chứng. Thì trong khi đó Ngọc cứ chạy hết nơi này đến nơi khác ở trong trận địa. Tôi phải quát Ngọc: "Coi chừng min!" Thì nó mới chịu dừng lại. Sau đó thì tôi rút về đội hình. Khi đi ngang qua một cái phum cũ bỏ hoang đã từ lâu, thấy thì còn trơ lại mấy cái cây cột gỗ nên phải đi hàng một. Cự ly khoảng cách khá an toàn. Lúc bấy giờ Ngọc đi cuối cùng trong đội hình, nhưng chẳng hiểu sao cả đội hình đi trước thì an toàn, Ngọc đi cuối thì lại đạp trúng quả mìn 652A. Thế là anh em nhanh chóng garo rồi thay nhau cõng Ngọc chạy về đơn vị. Cứ mỗi lần dừng lại để đổi người cõng là phải hứng nguyên một vũng máu, và Ngọc cũng đã ngất lịm ở trên vai. Khi về đến đơn vị, vận động ra hỗ trợ có y tá Caro, rồi cáng về bệnh xá của trung đoàn để xử lý. Tôi cùng với anh em khác thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phục kích. Đến trưa hôm đó thì tổ khác ra thay mới quay về để ăn lễ ngày 2 tháng 9. Khi anh em ngồi ăn, nhìn thấy miếng thịt heo lại nhớ tới vết thương của chân thằng Ngọc mà không anh em nào nuốt nổi. Ở phần trước tôi có nói tới, khoảng đầu năm 1983, tụi Pốt phát hiện ra căn cứ của đại đội 18, thì cũng chỉ có một lần duy nhất bọn chúng có thể áp sát ở trận địa bất ngờ rồi gây cho ta thương vong. Còn lần thứ hai, bọn chúng cũng đã định áp sát vào hướng chính diện của đại đội 18, lợi dụng theo con suối cạn để tập kích toàn đại đội. Nhưng lần này thì bọn Pốt đã gặp phải sự đáp trả mãnh liệt của cả 3 khẩu 12 ly 7, cối 60 và 2 cây M79, bắn cho bọn chúng không ngóc đầu dậy được, phải bò lê sát đất rồi ôm đầu máu mà rút chạy. Hôm đó mỗi khẩu 12 ly 7 đã sử dụng hết cả 1 thùng đạn và 3 khẩu cùng bắn chéo cánh. Thì nói thật, bọn chúng chỉ có cách úp mặt xuống đất mà cầu trời. Và cũng từ trận này về sau thì bọn Pol Pot không còn dám áp sát vào đại đội 18 nữa để tập kích, mà chúng chỉ đánh từ xa, dùng cối 82 DKZ để bắn vào đơn vị. Hồi ấy tuy rằng đại đội 18 của chúng tôi là đơn vị trực thuộc của trung đoàn bộ 812, nhưng lại là đơn vị hỏa lực, nên vị trí đứng chân cũng giống như các đơn vị ở tiền tiêu phía trên. Bọn Pốt ở phía Thái Lan xâm nhập vào sâu bên trong nội địa, hoạt động trên trục đường 58, thì bọn chúng buộc phải cắt vào giữa đội hình của đại đội 18 và đại đội 19 công binh của trung đoàn 812, là 2 đơn vị nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. Do vậy, trong quãng thời gian này, đại đội 18 cũng liên tục bị đánh từ xa bằng những loại hỏa lực nêu trên. Có những ngày, bọn chúng đã bắn liên tục từ sáng cho đến chiều tối. Cứ lâu lâu, nó lại giã vài quả, rồi bọn nó lại nghỉ, làm cho anh em tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, phải sẵn sàng chiến đấu cao. Thời gian này thì đơn vị đã thực hiện phương châm giường không nhà trống. Có nghĩa là tất cả khẩu đội lúc nào cũng tập trung gia cố các hầm mố cá nhân, rồi đêm tất cả đều tuần ra ngoài ngủ ở giao thông ngào, rồi thay phiên nhau canh gác tuần tra kỹ càng để đảm bảo toàn lực lượng. Đồng thời còn kịp thời nổ súng khi bị tấn công bất ngờ. Khi đó việc phòng thủ của đại đội 18 cũng rất mạnh. Ngoài 4 khẩu 12 ly 7, 1 cối 6, 2 cây M79 thì mỗi trung đội có từ 3 cho tới 4 khẩu B40 và B41. Riêng số AK47 thì không tính, vì ai cũng có một khẩu. Số hỏa lực này thường để sẵn ở trong hầm cóc, trong các giao thông hào. Phía trước đơn vị còn bố trí một bãi mìn và trông sắt để chống bộ binh của bọn POLPOT. Ở ngoài bãi mìn thì toàn trung đoàn bộ cho đại đội 16 cối 82 bắn thử để đánh dấu điểm chuẩn, nhằm chi viện khi cần thiết. Còn ở phía trong bãi mìn, sau lớp mìn vướng nổ, thì tới lớp mìn chống bộ binh xung phong, gồm các loại như DH-10, Claymore, cùng với một số cục đá xanh chất đống trước mỗi quả mìn để tăng cường tính sát thương. Ở trên bờ đất giao thông ngào thì được đặt thêm một số quả H-12 đã được nhắm hướng cố định vào các ụ mối lớn và nối cả dây điện đại đội giao cho. Các khẩu đội trưởng giữ pin để sẵn sàng khai hỏa khi địch tấn công. Với sự bố phòng như trên nên anh em trong đại đội 18 cũng phần nào yên tâm. Nhưng vì liên tục phải sống trong tâm trạng bị bọn chúng tập kích từ xa và bất ngờ cũng đã làm cho số anh em có tâm trạng hồi hộp, lo âu. Hầu hết chúng tôi lúc này thì cũng đã quen với tiếng rít của đường đạn và tiếng nổ của những quả DK hay cối 8. Những cặp mắt của chúng tôi đã thâm quầng vì thiếu ngủ. Năm 1984, có một hôm tôi phụ trách nhiệm vụ tuần tra, phục kích, gồm có tôi, Phương, Ấn, Sinh, Sơn và Tuyến. Chúng tôi trang bị một RBD, 2 B40 và 3 khẩu AK, tiến hành đi tuần, xong sẽ rút về cự ly cách đơn vị chừng 1 cây số, rồi chia làm 3 tổ, dàn hàng ngang phục kích. Đến khoảng gần 4 giờ chiều, khi mặt trời sắp ngả bóng, lúc bấy giờ tổ của tôi đang nằm ở giữa, thì Phương đang ngồi cảnh giới, phát hiện có 4 thằng POLPOT đang đi lệch hướng về phía trái đội hình, cự ly chừng khoảng 50 mét. Phương mới khều nhẹ tôi và chỉ về hướng 4 thằng POLPOT đang đi. Cỏ tranh cao ngang ngực, bóng của bọn chúng đi nhấp nhô. Do bọn địch ở gần và đi vào không đúng hướng nên cũng đã không kịp ra ám hiệu cho 2 tổ kế bên. Tôi đã quyết định kêu Phương dùng cây RBD ngắm bọn chúng rồi xiết cỏ, đồng thời là báo động và chuyển hướng có bọn địch. Lập tức thấy 2 khẩu B40 của Ấn và Sơn cũng bắn về phía địch 2 quả. Khi súng nổ, 4 tên POLPOT lập tức cúi rạp người xuống, miệng thì liên tục chô chô, và cũng đã kịp thời bắn trả lại cái ụ mối của Ấn 1 quả B. Lúc này khi nghe có tiếng nổ đụng trận của bộ phận tác chiến ở bên ngoài, đại đội đã bắn liền chi viện mấy quả cối 60. Những quả đầu tiên bắn chi viện rất tốt, mấy thằng POLPOT lên cắm đầu chạy. Nhưng tới đến quả sau thì tầm bắn cứ rút ngắn lại gần vị trí của chúng tôi, cho nên không để bị cối của ta chụp vào lưng, buộc lòng tôi phải ra ám hiệu cho anh em rút về hướng bên phải. Sau này khi về báo cáo lại mới biết là mấy đại anh nuôi và quản lý đại đội đảm nhiệm việc bắn cối đã không kiểm tra tầm bắn sau những loạt bắn, làm cho anh em bên ngoài xíu nữa thì đã bị cối của mình đấm lưng. Khi nghe tiếng súng đã im hẳn, tôi mới đưa đội hình lên để kiểm tra thì thấy tụi POLPOT cũng không có thiệt hại gì. Chúng tôi chỉ thu được có mấy khớp đạn AK. Có một lần đi tuần tra phục kích từ sáng cho tới chiều như thường lệ, khi mặt trời lặn rồi mới rút quân để vào đơn vị. Khi đó tôi cho anh em rút theo đội hình vào sớm hơn mọi ngày và đi về hướng vọng gác của tiểu đội 2. Ngày trước thì đại đội 18 anh em có quy định bất thành văn là cứ sáng đi tuần tra phục kích, nếu đi ra từ vọng trực chiến của tổ đội 4 thì tới chiều tối khi rút vào sẽ vòng qua vòng trực chiến của tiểu đội 2 và ngược lại, chứ không bao giờ quay lại vị trí lúc buổi sáng đi ra, và thực hiện như thế để cho người trực chiến tại vị trí không phải bất ngờ. Chờ đón anh em về rồi cùng rút quân. Không biết khi rút đội hình vào sớm chúng tôi có bị lộ hay không, mà vừa về tới vọng gác trực chiến của tiểu đội 2 thì đã bị cối 82 và cả DKZ của bọn POLPOT bắn cấp tập về hướng của chúng tôi. Nhưng rất may là vượt tầm khoảng 150 đến 200 mét. Thế là 7 anh em chúng tôi phải tản ra, nấp vào các ụ mối và các gốc cây to nằm chịu trận. Tới khi dứt tiếng nổ thì cả mảng rừng ở phía trước đã bị đạn cối và DKZ của POLPOT phàng gãy đổ nát. Mùi thuốc nổ nồng nặc, còn chúng tôi thì cũng rất may, không ai bị thiệt hại gì. Khi về đến đơn vị báo cáo lại tình hình thực hiện nhiệm vụ ở trong ngày, thì mới nghe đại đội cho biết là trên trung đoàn bộ đã có đến được, bọn chúng đã phải bắn khoảng trên 100 quả về hướng của đại đội 18 trong buổi chiều hôm đó. Qua trận pháo kích trên, chúng tôi đã rút kinh nghiệm. Nếu như hôm đó chúng tôi rút đội hình về sớm và vòng vào phía trực chiến của tiểu đội 3, vị trí chính diện cứ của đại đội 18, thì với trận pháo kích như vừa qua đã không thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho đại đội 18. Và cũng thật may cho chúng tôi. Từ đó, mỗi khi đi làm nhiệm vụ tác chiến ở trong ngày và ở ngoài đơn vị, khi trời tối hẳn, chúng tôi mới tu quân để rút về cứ của đại đội 18. Nhưng cũng chính vì cái việc cứ tối mới bắt đầu rút quân về, đã có một lần chúng tôi gặp một sự cố. Số là hôm đó, khi thu đội hình về trễ, trời thì tối, không có trăng sao gì. 6 anh em rút vào đơn vị thành một hàng. Không biết là Đỗ Văn Sáu, lính 83, quê ở Bình Chánh đi như thế nào mà đã đứt đuôi 4 anh em đi trước và bị lạc do mất phương hướng vì trời tối. Lúc đó tôi mới kêu Sáu: "Thôi, hai anh em phải tạm thời ngồi tạm ở ụ mối để chờ cho anh em trong đơn vị bắn bắt liên lạc." Tới khoảng 20 giờ, bỗng thấy tôi báo cáo tình hình tác chiến ở trong ngày thì anh Vân, lúc đó là đại đội trưởng. Thời điểm này anh Vân mới về đại đội 18 để thay thế cho cán bộ đại đội bỏ ngũ, mới đi xuống trung đội để tìm. Khi biết tôi và Sáu đang còn bị lạc ở ngoài rừng, anh đã phải báo cáo trung đoàn bộ và xin bắn vài loạt điểm xạ 12,7 để vạch đạn đường. Nhờ đó mà tôi và Sáu mới xác định đúng vị trí rồi mò về cứ. Nghĩ lại đúng là đời lính, có khi thật là ngớ ngẩn. Đội hình đã gần về đến cứ quen thuộc, thế mà khi có chuyện nhìn lại thì lại nhìn không ra, rồi tìm mãi không tìm được hướng về đơn vị. Còn nhớ khi tôi mới về đại đội 18 năm 1982 thì quân số của đơn vị lúc đó khoảng chừng 70 người. Nhưng cho tới giữa năm 1984 thì quân số chỉ còn lại 30 người. Do có một số anh em về chính sách, một số anh em hy sinh và bị thương, đồng thời quân số các đơn vị tân binh bổ sung cho thì ít, nên từ đó quân số của đại đội 18 cứ giảm dần. Một ngày khi đi làm nhiệm vụ thường xuyên gồm có cảnh giới tại vọng gác trực chiến 3 người, tuần tra phục kích ở bên ngoài 6 người, đi làm nhiệm vụ chốt đường 6 người. Còn lại quân số làm nhiệm vụ ở nhà như các công tác trực ban phục vụ, rồi số quân bị ốm về thực hiện nhiệm vụ đột xuất của trung đoàn bộ, nên có những lúc quân số của đơn vị phân tán đã không đáp ứng được hết nhiệm vụ yêu cầu. Nhiều khi quân số trong ngày ở tại cứ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có những lúc thấy anh em vắng quá, cảm giác lạnh lưng. Có những lần tham gia tác chiến cùng đội hình của cấp tiểu đoàn thì cũng phải có một khẩu đội đi cùng. Còn khi đi tham gia chiến dịch thì cũng hết một trung đội. Cho nên trong thời gian này, anh em ở cứ dù có bị sốt cũng phải cố bò để ra trực chiến làm nhiệm vụ. Thế nhưng dù quân số ít vậy đấy, rồi phải liên tục tham gia nhiệm vụ tác chiến, nhưng cả đại đội cũng vẫn luôn duy trì nhiệm vụ tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho anh em. Tôi còn nhớ khi mới từ Pai Lin chuyển về cứ ở Taco, đơn vị hầu như chẳng có gì. Nhưng khi đã định vị chính xác vị trí đóng quân thì đơn vị bắt tay ngay vào việc vừa xây dựng căn cứ, vừa tìm chỗ để phát hoang, tăng gia sản xuất. Đại đội thì có một khu vực tăng gia gần với trung đoàn bộ do anh Tâm, anh Hùng là lính 1978 phụ trách để trồng đậu xanh, đậu đen và nuôi lợn. Còn trung đội 2 thì đã qua con suối, phát hoang trồng cá trắng, cá tím, đậu xanh. Trung đội 1 cho người vòng qua hướng rừng tre của tiểu đội 1 để ra phía bỉa suối phát hoang rồi trồng rau cải xanh, cải ngọt các loại. Ngoài ra thì việc chăn nuôi gà hầu như tiểu đội, trung đội nào cũng có. Từ những ngày đầu với Phetaco thì mỗi khẩu đội cũng chỉ có được chừng vài cặp gà mang theo. Nhưng rồi nhờ anh em tích cực chăm sóc nên đàn gà càng ngày càng phát triển. Về sau thì có thêm cái món cháo gà đêm để bồi dưỡng cho những em lính sau một ngày tác chiến mệt nhọc. Riêng khẩu đội của tôi ở trong khu vực rừng tre nên cũng có nhiều thuận lợi cho việc phát triển đàn gà. Tuy vậy cũng có những điều bất lợi vì ở đây có rất nhiều trồn, cáo liên tục rình bắt gà của chúng tôi. Nhiều khi cả khẩu đội không dám ăn, thế mà tụi trồn cáo nó lại cắp mất con gà giò. Đúng là tiếc thật. Mùa đông, khi gà đẻ trứng thì tôi không cho gà ấp, do gà con nở trong mùa này thường hay bị dịch bệnh, mà chủ yếu là lấy trứng để cho anh em dùng bồi dưỡng thêm, hoặc những anh em nào bị sốt không ăn cơm được thì tôi cho luộc mỗi bữa 1-2 quả trứng để anh em có cái nuốt, cho cái bao tử có gì mà có bóp. Nói chung là cố gắng ưu tiên cho anh em bệnh binh là chính. Còn việc cải thiện bữa ăn hàng ngày thì mỗi khẩu đội, ai ở nhà công tác hoặc nghỉ ốm lại tranh thủ đi tìm cải thiện thêm cho cả khẩu đội. Để tới chiều tối, anh em đi công tác về là có cái ăn ngay. Mùa khô thì chúng tôi đi đánh cá ở ngoài suối. Riêng tôi thì hay đi mò bắt cá lăng khi nước suối đã gần cạn, rồi hái rau ở khu tăng gia về nấu ăn, hoặc đi đào củ mài và hái lá giang để nấu canh. Mùa mưa thì đi sấn măng tre về luộc, rồi phơi khô để dành cho mùa nắng. Hái rau cả trời hoặc lá để nấu bát canh, và theo suối để săn kỳ đà lấy thịt ăn. Đồng đội đi tìm cải thiện, nếu có gặp được tổ mối nào thì sẵn mang về luôn để nuôi gà. Từ những ý thức tự giác tăng gia sản xuất của các khẩu đội nên cuộc sống của đơn vị ngày càng đỡ hơn. Thậm chí là tụi tôi còn bán được cả sản phẩm tăng gia để gây quỹ cho đơn vị. Tôi nhớ sau này đại đội của tôi còn mua được một cái máy cassette từ tiền quỹ tăng gia. Năm 1982, khi tôi mới về đại đội 18, tôi rất nể anh Nhạn, lúc bấy giờ là khẩu đội trưởng của tôi, và đã xem anh như một người anh thật sự của mình. Vì anh có cách sống hết mình cho anh em trong khẩu đội, anh luôn chăm lo cho anh em từ cách sống cho đến tác phong chiến đấu của từng người. Tôi còn nhớ khi đi tác chiến về gặp tấm tôn ở trong cái phum bỏ hoang, anh đã nhặt mang về rồi tranh thủ thời gian gò một cái nồi cho khẩu đội dùng. Anh Nhạn và tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Còn nhớ khi mới về đại đội 18, tôi là dân Sài Gòn, chưa biết hết những từ của các vùng miền khác, của anh em trong đơn vị. Tôi nhớ có một hôm, anh Nhạn đi cải thiện được một con kỳ đà mang về khẩu đội. Anh Nhạn và tôi treo lên rồi lột ra kỳ đà xong. Đến khi nấu, anh Nhạn kêu tôi, mi vào trên đầu giường, kế cái hòm lấy cho anh mì chính. Tôi mới vừa đi vào và vừa nghĩ, đúng là cái ông này, có gói mì giấu trong hòm, không ai biết. Khi vào tôi tìm hoài, không thấy gói mì nào, mới quay ra bảo, anh Nhạn ơi, anh để chỗ nào mà em tìm hoài không thấy? Lúc đó anh mới nói, tao mới để đó sáng nay mà. Rồi sau đó, chính anh đi vào và với tay lên đầu giường, lấy một cái lọ nhựa thuốc, rồi đưa nó ra. Nó đây này. Mãi cho tới lúc này tôi mới hiểu và nói, úi trời, nãy giờ em cứ tưởng anh kêu em đi kiếm gói mì ăn liền. Té ra, nó là cái gói bột ngọt. Thế là anh được dịp cười thằng em mới. Với cái giọng miền Trung, và cho mãi tới bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được. Còn nhớ vào mùa mưa năm 1983, lúc này do mưa nhiều nên trục đường 58 bị lầy. Việc đi lại từ trung đoàn ra sư đoàn gặp rất nhiều khó khăn và rất ít có đoàn đi ra. Có lẽ vì thế trong thời gian này toàn bộ trung đoàn bộ bị thiếu thuốc dê nghiêm trọng, làm cho lính ta anh nào anh nấy chạy lung tung để săn lùng được ít thuốc hút cho đỡ nghiền. Ở đơn vị nào mà nghe có đồng hương từ sư đoàn vào là lập tức xuống hỏi thăm, có thuốc dê không? Thậm chí có thằng bạn tên Hùng, lúc bấy giờ làm liên lạc cho thủ trưởng lâu hậu cần của trung đoàn, phải chạy đi tìm thuốc dê. Có thể nói, chứng tỏ cái việc nghiện thuốc dê trong đơn vị cũng rất quan trọng đối với những người lính của chúng tôi. Do vậy, Đến khi trời vừa bớt mưa và xe vận tải có thể lên được, thì trung đoàn bộ lập tức cho anh em hậu cần ra bắt Tam Băng, mua cỡ cũng vài tấn thuốc dê mang vào cho trung đoàn để cấp phát cho các đơn vị. Lúc đầu thì cấp phát thuốc dê xuống các đơn vị tính theo đầu người. Mỗi người chắc được chừng 2-3 kg thuốc dê gì đó. Lâu quá tôi cũng không nhớ rõ nữa. Loại thuốc được quận từng bánh một. Lúc đó cánh lính nhà ta rất mừng, vì cứ tưởng rằng là trung đoàn bộ quan tâm, cho không. Ai dè sau này trung đoàn bộ trừ luôn vào phụ cấp tiền ria của lính. Có lẽ đau nhất là mấy anh em không hút thuốc cũng phải nhận rồi trừ tiền. Do được cấp quá nhiều cho mỗi người, nên lúc này giá để ba lô của từng người cứ có hàng đống bánh thuốc dê. Ấy là nói về số lượng, còn về chất lượng thuốc dê thì nói thật, hết biết với mấy đứa hậu cần này. Hôm đó tôi chốt đường, nhìn thấy xe chở thuốc được đóng từng kiện hàng, cộng với thời gian đã để quá lâu, nên khi vừa tới tay lính thì thuốc đã bị mốc nên hút không còn ngon và hơi bị gắt. Lúc này thì cũng đã có xe đi ra, đi vào Thường Xuyên, nên lính nhà ta đã có thể gửi anh em đi công tác mua gói thuốc ngon hơn để hút. Vì thế mà cái số thuốc dê của trung đoàn bán cho anh em đã để dành hun khói đốt muỗi khi sinh hoạt khẩu đội. Đúng là một sự lãng phí tiền của lính. Những năm tháng chiến trường Campuchia, cuộc sống có rất nhiều thiếu thốn khó khăn, nhưng những người lính của chúng ta đã luôn khắc phục nhờ vào ý chí rèn luyện bền bỉ, đặc biệt là ý thức chấp hành phục tùng kỷ luật của quân đội. Từ đó mà mỗi cá nhân đã tự xây dựng được cho mình bản lĩnh của người lính để vượt qua được tất cả những khó khăn gian khổ nhất. Thậm chí có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Cuộc sống chủ yếu dựa vào tập thể đơn vị và đồng đội, đồng chí để cùng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và để cùng nhau tồn tại trong chảo lửa của chiến tranh. Cho nên tình cảm của đồng đội trong những ngày ấy có lẽ còn thắm thiết hơn cả tình cảm anh em ruột thịt trong gia đình. Sự đồng cam cộng khổ, chia sẻ những khó khăn, cho nhau tất cả. Khi có một người ốm đau thì đồng đội sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ đi tác chiến thay thế cho nhau. Dù biết rằng khi thực hiện nhiệm vụ đó rất có thể sẽ phải hy sinh, ngã xuống và không còn dịp để trở về. Nhưng những người lính của chúng ta chưa hề có sự so sánh hay toan tính lợi ích của cá nhân. Nhưng vẫn đâu đó lẫn những hạt xấu xa và mỗi khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rất buồn. Đợt tháng 6 năm 1984, tôi được đại đội giao nhiệm vụ ra bắt Tam Băng để mua hàng về cho đơn vị. Khi ra thì cũng kết hợp đoàn của trung đoàn bộ ra công tác. Khi ra tới cứ của sư đoàn 309, tôi và khu nhà vệ binh của sư đoàn nằm ngay ở cổng đập Hồ Pinh Buôi. Lúc bấy giờ có thằng bạn thân từ hồi nhỏ đang phụ trách tiểu đội vệ binh tại đó ngồi nhờ một đêm. Sau đó gửi lại súng, chỉ mang theo mỗi người một quả lựu đạn mini, rồi đón xe vận tải sư đoàn vào thành phố Bắc Tam Bang để mua hàng và sẵn dịp tham quan thành phố. Theo hướng dẫn của cánh lái xe, tôi cùng với 3 anh em ở trung đoàn bộ 812 đến ở nhờ nhà của chị Hai Sài Gòn. Đó là cái tên do anh em ở sư đoàn 309 đặt cho. Theo ô tô còn nhớ, nhà chị Hai Sài Gòn ở đầu con đường chạy vào kho hậu cần của sư 309, nằm gần cầu bê tông qua sông. Trên cầu có trạm gác của bộ đội Campuchia, có cổng barrier ngăn không cho qua lại vào những giờ giới nghiêm. Ở ngay cây cầu này, mỗi buổi sáng khi còn ở nhà chị Hai, tôi đã chứng kiến cái cách hối lộ của bộ đội Campuchia. Cứ mỗi chiếc xe chở hàng từ Honda cho tới 4 bánh, mỗi khi chạy qua cầu đều quăng tiền xuống mặt đường, rồi chú nào tới phiên gác của mình thì cứ tự nhiên bước ra lượm bỏ vào túi quần, chẳng rõ số tiền là bao nhiêu. Ở thành phố Bắc Tam Bang được 4 ngày thì tôi quay trở vào sư đoàn bộ để chờ có đoàn tháp tùng hành quân trở về đơn vị. Đêm trước khi hành quân xuất phát thì tôi trở lên cơn sốt rét. Lúc bấy giờ bàn tiến ở vệ binh sư đoàn đã ngăn không cho tôi đi trở vào Taco trong dịp này, mà cho tới khi hết sốt thì mới trở về trong đợt sau. Nhưng tôi lại sợ anh em ở trong đơn vị trông chờ, và nếu bỏ đoàn thì có khi phải hơn cả tuần sau chưa chắc đã có đoàn để đi vào, nên tôi đã quyết định gửi lại ít món quà và tấm hình chụp chung ở Bát Tam Bang. Rồi nhờ bàn Tiến khi ra chính sách thì đem về cho gia đình, để cho gia đình tôi biết tin. Rồi sáng hôm sau tôi hành quân bộ với cái ba lô nặng trĩu và một bao ni lông loại 50 cân đựng đầy thuốc dê và hàng hóa của anh em trong đơn vị gửi mua. Đi trong cái tình trạng sức khỏe đang sốt, nhưng cũng phải cố gắng bám theo đội hình. Được chừng vài giờ sau thì cứ liên tục rớt đằng sau đội hình. Tới khi anh em nghỉ giải lao xong thì mình mới đến được. Cứ thế mãi cho tới trưa thì chỉ còn có mỗi mình tôi. Tôi đã phải hành quân một mình, vừa nặng vừa mệt. Cũng cứ phải ráng gồng lên, chứ không dám bỏ bớt hàng của anh em. Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu như chợt lúc đó bọn Pốt nó mà nhảy ra thì chắc cũng đành chịu, một mình một súng, một trái lựu đạn, thế là xong đời lính. Nhưng rồi rất may tôi đã về đến tổ đội DKZ của trung đoàn, rồi nhờ điện thoại gọi về đại đội 18 để xin anh Vân cho người ra chi viện. Khi tôi về đến Seranantech thì có ba anh em ở đại đội đã ra tiếp ứng đưa về đơn vị. Đúng là một chuyến đi rất nhiều kỷ niệm và nhớ đời. Có những kỷ niệm với người dân Campuchia mà tới mãi bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Cuối năm 1984, để phối hợp cùng với chiến dịch K5, người dân Campuchia đã vào làm đường 58 từ phía cống Tà Hen lên tới biên giới Campuchia-Thái Lan. Mỗi bên đường sẽ phải phát sâu vào chừng hơn 100 mét. Thời gian này, khu vực Seranantech tới Thaco, tôi thường chỉ huy một tổ có 6 người đi tuần tra nhằm bảo vệ phía ngoài khu vực cho dân làm đường. Mỗi sáng, khi đi qua chỗ mấy cái lều của dân Campuchia, họ rất thường hay kéo mấy anh em lại rồi lục xem trong túi cơm vắt. Hôm nay bộ đội Việt Nam ăn cái gì? Khi thấy trong túi chỉ có mỗi muối hột, họ không tin là anh em chúng tôi lại ăn uống cực khổ đến như vậy khi làm nhiệm vụ tác chiến. Người dân Campuchia đã giữ anh em lại, sau đó nướng khô cá lóc biển hồ rồi chia cho anh em chúng tôi ăn để bữa trưa hôm đó. Có một lần, khi cả 6 anh em làm nhiệm vụ đi ngang qua lều y tế của người dân Campuchia, họ thấy mấy anh em sắc mặt xanh xao vì sốt rét. Họ đã bảo, thôi, anh em ngồi lại nghỉ chút. Rồi họ tiêm cho mỗi anh em đầu vài cc thuốc bổ B12. Rồi còn xào cho anh em chúng tôi một đĩa thịt bò để ăn tầm bổ. Đó thực sự là những tình cảm đẹp của người dân Campuchia khi tôi có dịp tiếp xúc với họ. Thế mà sau này, khi người dân làm đường lên tới Thaco, người dân lúc bấy giờ đã cạn nguồn lương thực, thực phẩm, thì có nhiều đồng đội của chúng tôi đã lại là những người tranh thủ săn thú đem ra mặc cả mua bán lại cho dân. Nghĩ mà thấy thật buồn. Tôi còn nhớ hồi đó, đường 58 là người dân chủ yếu ở khu vực Nông Penh lên lao động. Họ thành lập lực lượng đi theo từng phum xã, huyện để thực hiện nhiệm vụ phát hoang con đường 58. Dân lao động khoảng chừng 3 tháng thì cho về để thay tốp khác lên. Có dịp tôi tiếp xúc với người dân, họ cho biết hầu hết họ là Việt kiều từ thành phố Hồ Chí Minh vừa qua mấy tháng và họ phải lao động làm đường này. Xong nhiệm vụ thì nhà nước Campuchia mới cho họ nhập khẩu. Khi họ lao động thì đã có lực lượng du kích cấp xã, huyện đi theo bảo vệ và quản lý. Rất nhiều lần họ đã phát hiện thấy quân Pốt trà trộn vào trong đội hình của họ hoặc bám theo để phá hoại. Do vậy, lúc này nhiệm vụ của đại đội 18 chúng tôi trên đoạn đường này không còn là chốt đường nữa, mà chuyển qua công tác tuần tra lùng sục ở phía ngoài khu vực dân đang làm đường để ngăn chặn bọn Pol Pot theo bu bám người dân. Nhưng mặc dù không đeo bám được thì bọn chúng lại dùng cối để bắn vào đội hình của người dân. Cứ thỉnh thoảng lại vài quả để gây hoảng loạn và lo sợ cho người dân đang làm đường. Khi càng lên tới gần Thaco thì cũng đã có những vụ người dân và du kích Campuchia vướng phải mìn của Pol Pot. Tôi nhớ có một lần vào khoảng 12 giờ trưa, sau khi đi lùng sục xong, tôi và Bạch là lính 83 quê ở An Giang đang cùng ngồi ăn cơm vắt thì chợt nghe có tiếng nổ AK và viên đạn cày xuống đất ngay ở bên hông phải của tôi, chỉ cách chừng 40 cm. Khi nhìn vào hướng súng nổ trên đường 58, thì thấy có một chú em du kích người Cam đang treo một cái lon sữa hộp lên để ngắm. Nhưng không biết là ngay ở phía ngoài đang có anh em của mình làm nhiệm vụ. Thế là chú ta còn tiếp tục bắn thêm một loạt súng nữa, bắn về vị trí của tôi. Tức mình, tôi mới lên mở khóa súng, cho một loạt liên thanh chỉ thiên. Chú em lúc này mới cắm đầu bỏ chạy, đã phải đi tìm chú em du kích đó. Đồng thời, người dân mời cấp chỉ huy của đơn vị đến để phản ánh lại về vi phạm nổ súng bậy bạ, không mục đích trong khu vực công tác. Ngay trước mặt tôi, vị chỉ huy đã nhận xin lỗi và tước khẩu súng của chú em du kích. Thì tôi thấy chú ta đã phải đi phát nương như những người dân Campuchia khác. Từ khi có người dân Campuchia vào làm đường, thì trục đường 58 lúc này, theo tôi có vẻ an toàn hơn, thoáng đãng hơn, do đã được phát hoang rộng tầm nhìn, xa xa, không còn cái vẻ âm u như những năm trước. Rồi vào ngày N, giờ G cũng đến. Tôi nhớ là đâu tầm trung tuần tháng 12 năm 84, danh sách anh em tham gia chiến dịch được triển khai chừng 2/3 quân số do anh Vân là đại đội trưởng và Thanh Phong phụ trách. Đơn vị còn lại chừng 12 người ở lại giữ cứ do Đức là đại đội phó và tôi đảm nhiệm. Khi các sư đoàn tham gia chiến dịch K5 trên toàn tuyến thì lúc này tụi Pol Pot chúng đã co cụm và phân tán nhỏ lẻ để hoạt động, nên bọn chúng có khả năng sẽ tổ chức những trận đánh vu hồi ở tuyến sau. Do vậy, ở cấp trên cũng phải quán triệt cho các đơn vị không được chủ quan trong nhiệm vụ giữ cứ, đồng thời phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ nhân dân và làm đường. Thời gian này, tại cứ của đại đội 18 còn rất ít quân, nên nhiệm vụ chốt đường 58 và bảo vệ dân chúng tôi không còn đảm nhiệm gì nữa. Chủ yếu trong ngày, các nhiệm vụ trực chiến và tuần tra lùng sục để giữ cứ cho đại đội 18. Và ban ngày thì anh em chúng tôi thoát ra làm nhiệm vụ ở trong cứ, chỉ còn chừng 4 đến 5 người, kể cả chỉ huy đơn vị. Lúc này, những anh em nào bị sốt, nếu sốt nhẹ thì vẫn phải ráng để làm công tác trực chiến. Chỉ khi nào sốt nặng lắm mới phải nằm ở nhà. Nhiều lúc anh em nghĩ chẳng thà thoát ra làm nhiệm vụ còn yên tâm hơn là nằm trong cứ của đại đội 18. Mỗi khi đêm xuống, khi anh em rút về cứ, tổ chức canh gác cẩn thận được các hướng chủ yếu và các căn nhà của khẩu đội thì được để trống để dồn quân sang khu vực của khẩu đội 2 và 3. Những căn nhà này chủ yếu là để sinh hoạt, còn khi ngủ tất cả đều ra chiến hào nằm. Lúc nào đến phiên gác sẽ có người gọi để đổi gác, và giờ gác cũng được tăng lên gấp đôi. Do lúc này quân số quá ít, tình hình đại đội 18 lúc bấy giờ thực sự phải nói là rất căng. Thế nhưng có chiều hôm trên trung đoàn bộ nghe ngóng như thế nào là yêu cầu ban đêm đại đội phải cắt cử 6 người xuất quân ra ngoài đơn vị, tổ chức phục kích đánh từ xa, trong khi quân số thì còn rất ít. Đồng thời vị trí cứ của đại đội 18 nằm cách xa trung đoàn bộ chừng 3 cây số. Được vài đêm đầu, tôi phụ trách đưa lực lượng ra ngoài, không thấy động tĩnh gì, tôi mới hội ý với Đức là đại đội phó. Thôi, không nên đưa lực lượng ra ngoài vào ban đêm nữa, do quân số quá mỏng. Và nói thật, cũng không dám đảm bảo tác chiến khi lực lượng bên ngoài hoặc bên trong cứ đụng địch. Rất khó chi viện cho nhau. Nếu xảy ra chiến đấu, thì lúc đó trung đoàn bộ có chi viện, chắc đại đội 18 cũng đã bứt chốt rồi. Do vậy, thôi, chẳng thà để toàn bộ anh em ở lại cố thủ trong cứ, rồi dùng hỏa lực sẵn có để đánh, giữ cứ còn hiệu quả hơn. Và lính cũng sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, lại còn ấm gáo được đôi chút. Nếu như trung đoàn bộ có gọi điện hỏi, thì thôi, cứ báo cáo cho qua, chứ ban đêm có ma nào mà đi kiểm tra khi cự ly cách đến 3-4 cây số. Rồi cái Tết Nguyên đán năm 1985 cũng đến, khi các đơn vị đang tập trung vào mùa chiến dịch. Rất nhiều sư đoàn, trung đoàn đang tập trung đánh lớn trên toàn tuyến biên giới Campuchia, Thái Lan nhằm dứt điểm, sạch hết các căn cứ lõm của bọn Pốt trên đất Cam. Đồng thời, chính phủ Cam tiến hành thực hiện tuyến hàng rào phòng thủ biên giới Campuchia, Thái Lan nên không khí xuân về trên biên giới lúc này thật là tấp nập và rộn rã. Mọi người đều ngược xuôi di chuyển, lo cho chiến dịch. Riêng ở khu vực cứ của Trung đoàn 82 lúc này, không khí lại thật là ảm đạm vắng vẻ. Còn đại đội 18 thì còn buồn hơn. Xoay qua ngó lại chỉ có mấy anh em đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng là mùa xuân thứ 3 của tôi hiện diện trên chiến trường Campuchia. Thật là đáng nhớ. Sau Tết Nguyên đán năm 1985, vào ngày 17 tháng 2, khoảng tầm 10 giờ sáng, thì Đức, đại đội phó gọi tôi lên nhà ban chỉ huy, thông báo theo lệnh của anh Vân, đại đội trưởng. Tôi chuẩn bị quân tư trang cá nhân và thanh toán phụ cấp để ngày mai lên trung đoàn bộ làm hồ sơ về nước để đi học sĩ quan. Đêm đó, anh em trong đơn vị tranh thủ viết thư nhờ tôi gửi chuyển về gia đình. Anh Phong gửi tôi mang về nhà anh 2 bộ quân phục và 1 lá thư. Còn tôi chia tay anh Phong 1 bộ quân phục bộ đội Campuchia và 1 cái quần của tụi Pốt mà Phong rất thích. Tôi chỉ còn giữ lại 3 bộ quân phục cho riêng mình, còn tất cả đều chia cho anh em lính mới trong trung đội. Riêng khẩu AK báng gấp và cái bao che ngược thì tôi trao lại cho bạn Ấn là lính 1982 người thành phố Hồ Chí Minh. Đêm đó, anh em trong trung đội 1 và khẩu đội đã làm 2 con gà để nấu cháo liên hoan cho tôi lên đường. Do được thông báo rất bất ngờ nên trong việc chia tay cũng chỉ đơn sơ. Rượu chẳng có, anh em chúng tôi uống trà bằng lá hà thủ ô rồi tâm sự đến khuya. Đêm đó tuy không phải làm nhiệm vụ đốc gác như mọi ngày, nhưng tôi không sao chợp mắt được, cứ nằm mà trằn trọc suốt đêm. Nghe tiếng con tắc kè gần đó kêu từng chập với những suy nghĩ miên man, rồi nhớ lại mới ngày nào bước chân vào quân ngũ. Về đại đội 18, chúng tôi còn là những anh lính mới dân thành phố, chẳng biết chi về trận mạc, cách thức sinh hoạt nơi rừng sâu biên giới. Thế mà giờ đây, thời gian đã trôi qua 2 năm 7 tháng, sống cùng anh em với nhiều gắn bó, đồng cam cộng khổ, vui sớm cùng chia. Thật là khó tả tình cảm trong tôi lúc bấy giờ. Buổi sáng hôm sau, khi chia tay tất cả anh em trong đơn vị, tôi vắt vào thắt lưng 2 quả lựu M60 rồi hành quân lên trung đoàn bộ để trình diện và làm thủ tục hồ sơ đi học cùng giấy tờ đối tượng đảng. Trong khi chờ các anh em đơn vị khác về tập trung, tôi sang ở nhờ nhà bạn Khánh Già là y tá của bệnh xá trung đoàn, nằm ngay dưới chân pháo đài 2 đêm. Ngày 23 tháng 2 thì cán bộ sư đoàn 309 đến thông báo ai có tên trong danh sách thì lên xe về nước đi học. Trung đoàn 812 có 3 người, gồm tôi, Hùng Bia Lon, đại đội 20 và Sơn, đại đội 16 cối. Xe chở chúng tôi ra Bát Tàng Bang rồi đi về hướng Diêm Diệp. Khi đi ngang qua Sisophon, xe có dừng lại tại chợ cho mấy anh em chúng tôi cùng một số sĩ quan đi phép ghé vào để mua hàng. Tôi cũng tranh thủ vào tìm mua một cái nón hoa bằng nhựa của Thái Lan để muốn làm quà tặng cho người yêu. Bây giờ đang là bà xã của tôi đây. Nhưng trong túi không đủ tiền nên cũng đành chịu. Chiều hôm đó, xe dừng lại ở trạm nghỉ ở Hồ Ba Rài để chờ cho các sư đoàn khác về tập trung. Ở trạm này chừng vài ngày, chúng tôi lúc đầu được thông báo đi bằng phương tiện máy bay, nhưng sau cùng thì lại đổi đi về bằng phương tiện xe GMC. Và vào sáng ngày 4 tháng 3 năm 1985, đoàn của chúng tôi xuất phát 4 xe theo hướng đường số 6 về Công Pông Tràm. Khi đi qua khỏi cầu Con Rồng được chừng 20 km, xe đầu tiên ra khỏi Phum thì ở ngoài chẳng trống có một loạt AK. Lái xe chở chúng tôi kịp thời dừng lại. Chúng tôi ngồi trên xe, có mấy người dân đang bỏ chạy. Tài xế phải lùi xe vào trong Phum có nhà dân rồi mới dừng lại. Tất cả chúng tôi nhảy xuống xe. Lúc này có mấy anh em bộ đội đang đóng quân địa bàn mới ra mặt đường và cho chúng tôi biết đây là địa bàn của các anh quản lý. Do đơn vị tham gia chiến dịch nên quân số cũng còn lại rất ít. Đã mấy hôm nghe tin Pol Pot đang về đây hoạt động, nhưng do quân số ít nên chưa dám tổ chức truy quét và cũng không thể đảm bảo an toàn đoạn đường trên. Nhưng lúc bấy giờ do nôn nóng để về quê nên chúng tôi đã cùng đề nghị đưa ra phương án sau. Trên chiếc xe lúc này có 8 khẩu AK và một số ít súng ngắn của các cán bộ đi phép, nên đề nghị đơn vị bám tại địa bàn. Lúc bấy giờ tôi nhớ là hình như của sư đoàn 7 cho chúng tôi mượn tạm một số súng và sẽ chia làm 2 tổ đi càn quét hai bên đường để bảo vệ cho đoàn xe đi qua đoạn đường trên. Khi đến đơn vị đầu tiên ở phía bên kia, chúng tôi sẽ gửi lại số vũ khí đã mượn. Phương án này của chúng tôi đã không được đơn vị bạn đồng ý. Thế là một số anh em đề nghị tập trung tất cả vũ khí hiện có ở trong đoàn xe, kể cả súng ngắn, lựu đạn, chia ra để vừa đi vừa đánh, bảo vệ xe qua đoạn đường. Ý kiến này đã được đa số anh em ở trong đoàn tán đồng, nhưng có một số cán bộ đi phép thì lại không nhất trí. Rồi sau khi phân tích qua lại, cuối cùng đồng chí trưởng đoàn là cán bộ của sư 31 đi phép kết hợp với phụ trách đoàn về đi học đã quyết định sẽ cho cả đoàn xe quay về Hồ Ba Rài, rồi đoàn của chúng tôi ngủ lại đó một đêm. Sáng ngày mùng 5, đoàn xe tiếp tục xuất phát theo đường số 5 về lại Bát Tam Bang. Tới sáng ngày mùng 6 tháng 3 thì xe quay về Nông Penh. Đến sáng ngày mùng 7, đoàn xe chở chúng tôi đi lòng vòng trong khu vực Nông Penh, rồi dừng lại ở một địa điểm quen thuộc của cánh lính lái xe nhà ta để bán các phi xăng dầu trên xe GMC, và còn nhờ cả lính ta lăn phi xuống hộ. Mỗi xe như thế tôi thấy bán một phi đầy xăng dầu. Thì ra chúng tôi cứ tưởng cánh lái xe tâm lý lâu ngày cho anh em chúng tôi được rửa mắt và biết thủ đô Nông Penh ra sao. Ai dè là mấy tay lái xe chạy đi tìm chỗ để bán xăng dầu, bỏ túi riêng. Nghĩ thật là bực, một sự lợi dụng xương máu của lính. Cả ngày xe đã chở chúng tôi về hướng cửa khẩu Mộc Bài. Trên đường đi xe rất sóc, khát, đói và mệt, nhưng anh em ai nấy đều thấy phấn khởi vì đã gần về tới đất mẹ thân yêu. Khi xe qua cửa khẩu Campuchia, đã có một số anh em quỳ trên xe chắp tay chào tạm biệt Campuchia. Đoàn xe đến cửa khẩu Mộc Bài thì xuống xe để kiểm soát quân sự, kiểm tra xe và vũ khí. Tôi phải giấu 2 quả lựu đạn trong đôi giày treo ở trên cổ. Khi đoàn xe về cổng trường sĩ quan hậu cần H21 ở gần ngã tư An Sương, lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Sau khi đổ quân vào trường thì theo như thỏa thuận cùng với trường, tôi, Hùng và Sơn sẽ ngồi lại trên xe để về nhà tôi tại ngã tư Bảy Quẹo. Khi xe dừng lại ở bên kia đường trước nhà tôi thì đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh người cha thân yêu đang ngồi trước nhà và người mẹ đang đứng quét sân. Cả hai đều nhìn chiếc xe quân sự đang bỏ xuống đường mấy chú bộ đội. Nhưng ba mẹ tôi không nhìn ra thằng con mình, vì lúc này màu da rất đen và ốm nhom. Trong lòng ba mẹ tôi dự định đợi cho mấy chú bộ đội qua đường rồi sẽ hỏi thăm tình hình chiến sự bên Campuchia ra sao. Lúc này thì Hùng và Sơn đã đưa 3 bao hàng của anh trưởng đoàn xuống xe. Thì ngay lập tức đã có mấy chiếc xe đạp xích lô chạy đến hỏi đi đâu thì để họ chở cho. Tôi mới trả lời là đã đi vài năm nay mới về đến nhà rồi, còn đi đâu nữa hả các anh? Nói xong tôi khoác ba lô băng sang bên kia đường, nơi ngôi nhà thân yêu có ba mẹ tôi đang đứng chờ. Khi qua gần hết con đường, tôi cầm lòng không được. Những cảm xúc đang lên, tôi mới gọi: "Ba mẹ ơi, con về này." Đến lúc này ba mẹ tôi mới nhận ra. Mẹ tôi khóc, có lẽ vì xúc động bất ngờ. Còn các anh chị em tôi chạy ra mừng khi thấy tôi đã trở về. Rồi lần lần bà con lối xóm cũng kéo đến hỏi thăm và mừng cho tôi ngày đoàn viên cùng gia đình. Sau này tôi cũng không theo học trường sĩ quan và đã xin xuất ngũ. Tới đầu năm 1986 tôi lập gia đình, và tới tháng 10 năm 87 thì tôi xin chuyển ngành do hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời đến đây cũng đã kết thúc hành trình của đời lính.